Xét điểm máy tính thì An Khang xin chào. Hôm nay thì An Khang sẽ xin phép giới thiệu đến bạn một sản phẩm của Dell, đó là Dell Inspiron N7559 có phiên bản có Win và không có Win. Vâng, bạn đã sẵn sàng cho một chiếc laptop bền bỉ, chạy ổn định, đạt nhiều tiêu chuẩn khắt khe của người Mỹ chưa? Dell Inspiron N7559 này đang là ứng cử viên sáng giá cho những bạn game thủ, người dùng đồ họa trong tầm giá khoảng hơn 20 triệu đồng tại An Khang. Đối tượng của N7559 là những game thủ ít di chuyển, vừa chơi game vừa kết hợp với học tập và phục vụ cho công việc. Nói về các đường nét thiết kế, bạn sẽ thích thú với vẻ ngoài đậm nét game thủ có phần to, nặng và hầm hố này, cùng với chất liệu nhựa chắc chắn, mang màu đen truyền thống pha chút đường nét đỏ cho bạn sự bóng bẩy và nam tính. Tuy máy mỏng nhưng khối lượng vào khoảng 2,7kg thì có lẽ là đối với những bạn nam to khỏe hay ít phải di chuyển thì sẽ phù hợp hơn. Một màn hình chống lóa rộng rãi 15.6 inch sẽ cho bạn một góc nhìn để thoải mái giải trí, hòa mình vào không gian game rộng rãi. Phần bố cục bàn phím có diện tích thoáng, phù hợp với ngón tay của người Á Đông. Độ này ở mức độ ổn định và bền, có cả đèn bàn phím sáng màu trắng. Bàn di chuột cảm ứng rộng, trơn mịn kết hợp với viền đỏ đẹp, cho bạn một cảm giác lướt gót tay rất là nhanh, dù không sử dụng để chơi game nhưng thoải mái để lướt web. N7559 có dạng hình bình hành nghiêng về phía trước, giúp tạo ra một điểm nhấn cá tính cho người sở hữu. Tuy vậy, số cổng kết nối sẽ bị hạn chế. Như ở hông bên trái ngoài khe tản nhiệt, bạn sẽ có hai cổng USB 3.0 và một jack cắm tai nghe 3.5mm. Bên hông phải là khe đọc thẻ nhớ máy ảnh đa năng, cổng USB 3.0, cổng HDMI và một cổng mạng LAN Giga. Đáng chú ý hơn, ở bên cạnh trái chúng ta đã có một khe tản nhiệt, nhưng ở phía mặt sau của máy, Dell đã thiết kế thêm hai khe tản nhiệt để chủ động đẩy không khí nóng ra ngoài. Lật ngửa mặt dưới, bạn sẽ thấy được hai quạt tản nhiệt nằm ở hai bên, mỗi quạt chịu trách nhiệm chính cho CPU và card đồ họa rơi. Ưu điểm là để làm mát máy hiệu quả hơn, song bụi vẫn dễ bám dính, đòi hỏi bạn cần phải thường xuyên vệ sinh. Một bộ loa siêu trầm, qua đánh giá sơ bộ thì nó đủ để cả văn phòng phải ngước nhìn khi bật loa 100% âm lượng, âm phát to và rõ nhưng chưa đủ độ sâu và chi tiết. Cùng tìm hiểu về hiệu năng của máy, laptop Dell Inspiron N7559 gần như thừa sức chiến mọi tựa game 3D với mức cấu hình cao. Nhờ các màn hình rời GTX 960M 4GB, máy chạy được các công việc ở mức ổn định với 8GB RAM kết hợp với chip HQI i7 Skylake mới ra 2016. Ngoài ra bạn có thể nắp thêm một thanh RAM nữa. Màn hình chống lóa độ phân giải cao Full HD cho bạn nhìn mọi cảnh vật sắc nét và sử dụng ở nhiều môi trường ánh sáng khác nhau. Riêng về tốc độ ổ cứng, ở đây thì Dell đã trang bị thêm cho máy một bộ nhớ đệm SSD 8GB. Bộ nhớ đệm này sẽ lưu giữ những thói quen của bạn để dữ liệu được trích xuất một cách tức thì. Thực tế, An Khang thấy được chiếc máy khởi động rất là nhanh, màn hình đăng nhập hiện lên sau khoảng 10 giây. Ngoài ổ cứng lưu trữ 1TB thì máy còn một khe chống M2 để bạn có thể nâng cấp thêm ổ SSD giúp máy chạy nhanh hơn. Như vậy là Dell Inspiron N7559 cho khả năng chiến game phổ thông rất là tốt. Giá cả phải chăng chỉ khoảng 20 triệu đồng và có thiết kế hiện đại, khả năng tản nhiệt rất là tốt, giúp bạn sử dụng ổn định trong thời gian dài. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Bạn có thể truy cập vào đường link phía dưới video hoặc là vào website ankhang.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại!